nhiều đồ cổ nhé. Dạ. Rồi sáng nay lôi đóng ra cho anh em, chụp anh em coi. Trong đóng này là rất là nhiều nha anh em, có mấy con Nhật. Đây Sony này. Chiếu qua nhà nha anh em, chứ không có từng con nữa đâu. Hai con này giống y chang hả không? ADT này. Con này còn bự lắm này. Con này mày cũng đọc. Goodin. Model, con nào trước có thì quay nha. Đây Sony đây model này. Con này nè. Này cái đợi cái mã nó sâu rồi. Con nào có trước thì quay nha. Philip này. Đó. Con nào cũng bự nè anh em. Con này sáp này 60 60. Con Philip này này thấy không? Philip 970 này. Đó. Nhiều đó nha anh em, trong còn nhiều mà không có xếp hết được đâu. Đó, cứ làm khi khúc này nè. Anh em thích con nào thì vô nha.